Mà nó nhiều nước rồi nè. Nước cũng khá nhiều nè. Tổng tổng luôn á. Tại sao lại nhiều nước dữ vậy ta? Tại sao lại nhiễm nước ta? Có cái đèn nào không? Đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cái khó là không biết tại sao nó nhiễm nước nữa. Có thấy nó nhìn nó nằm ở đâu không? Tất nhiên. Hay là nó có cái đường ống gì đó, quay phim chưa? Rồi, nhưng mà không thấy. Có đâu mở đèn pin lên. Gì kỳ ta? Tại sao nó nhiều nước dữ vậy thằng?